Xin chào anh em và các bạn nhé. Hôm nay giới thiệu cho anh em và các bạn máy hút váng nổi hiệu Grambus, model là FS3052. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em thứ nhất là máy, thứ hai là về cách lắp đặt luôn. Thì mình sẽ thao tác thực tế để lắp để chuyển cho khách luôn nhé. Trước tiên là trong cái thùng của quả phao ấy thì nó sẽ có một cái bản vẽ như này, anh em nhìn qua trước. Đây là cái bản vẽ của cái máy hút váng nổi FS3052. Bây giờ mình tiến hành lắp nhé. Đầu tiên là chúng ta gọi là lồng cái con giáp này vào. Chúng ta kê lên như này, chúng ta kê lên đấy. Sau đấy là tiếp theo là ba cái thanh kim này, đây là thanh kim, ba cái đũa bằng inox này. Sẽ tiến hành Anh em để ý nhé, cái ốc tai này thì bắt ở trên này, còn cái thằng ốc tai này thì bắt dưới. Đấy. Máy hút váng này thì nó gọi là cũng có nơi người ta gọi là máy phá váng nổi, thì sẽ có các cái video mà gọi là khi mà mình lắp lên đấy, mình lắp vào hệ thống xử lý nước ấy, thì mình sẽ quay lại và gửi anh em ở cái video đấy sau, hoặc là trên các cái trang chủ của hãng là nó vẫn có các cái video đấy rồi, thì anh em có thể gọi là tham khảo. Dòng này là dòng nhỏ, ví dụ như kiểu là các cái nhà máy lớn như thằng Long Thành Mill hoặc là TH thì nó sẽ sử dụng các cái máy phá váng kiểu máy phá váng nổi kiểu gọi là của Silewa, vòng to.
thì em có thể dùng cái con này khóa nó lại. Mình lắp như này thì anh em có thể hình dung ra đây là máy gọi là khi mà lắp phao vào rồi. Ở đây là cái đường đây là cái mặt hút của nó này. Đấy, đây là mặt hút. Còn đây thì anh em sẽ phải đấu một cái dây mềm ra đây. Cái dây mềm ra đây. Đấy. Thì gọi là cái dây này thì nó có tác dụng là gọi là khi mà các cái váng nổ bị hút vào đây rồi thì cái lưu lượng nước dư, nước thừa nó sẽ đẩy ra một cái ví dụ như một cái rổ hay là một cái thì anh em có thể sử dụng lại sau. Đấy, nối dây bao nhiêu thì tùy anh em gọi là có thể tận dụng nhé. Thì bản thân thằng này thì nó sẽ có hai cái tờ hướng dẫn sử dụng, một là hướng dẫn sử dụng cho cái bơm này. Thì hiện tại là con này thì nó vẫn là một cái con bơm 0.4 thôi. Nhưng mà gọi là khi mà gọi là làm máy hút váng nổi thì người ta sẽ phải làm một số các cái chi tiết đây, ví dụ như cái máng này. Đấy. Để và các cái bát để bát phao. Đây, dòng này là một trong những dòng gọi là giá rẻ nhất so với lại cả thị trường. Đấy, thì anh em có thể tham khảo. Thì hiện tại thì tại Việt Nam cũng như khu vực miền Bắc, thì miền Bắc Việt Nam thì bên mình vẫn đang gọi là độc quyền phân phối và nhập khẩu các cái dòng này, máy hút váng nổi Grambus như các cái hiệu ấy. Này, hàng hóa thì nhiều chủng loại, anh em có thể lựa chọn. Này, Seco, Sekiek, bơm định lượng có sẵn. Đấy, đây là hình ảnh thực tế nhá, chứ không nhiều anh em cứ hỏi bảo là phải cho xin đoạn video. Đây thì bây giờ có video cho anh em tham khảo. Đấy, anh em cần hàng cũng như cần tư vấn thêm gì thì liên hệ với Ngãi qua số điện thoại 0988345283 nhé. Nay là quay rõ số điện thoại. Đấy, anh em đỡ phải. Cảm ơn anh em đã quan tâm.